Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Xin chúc tất cả các bạn có thật nhiều trải nghiệm khi đến với kênh tin tức của chúng tôi. Và không để các bạn phải đợi lâu nữa, xin mời các bạn đến với bản tin mới sau đây nhé. Phát hiện sinh vật lạ nửa người nửa khỉ trong rừng rậm Amazon. Khi được tìm thấy, người sinh vật này đầy máu. Người đàn ông sau khi tìm thấy sinh vật bí ẩn trong rừng Amazon này đã đăng tải những bức ảnh lên mạng. Những bức ảnh này đã thu hút lượng lớn người dùng chú ý và bình luận. Sinh vật này không có lông, đặc điểm khuôn mặt cũng tương tự như con người. Tay và chân của nó khá giống với con người, thậm chí giống đến cả các ngón tay. Tuy nhiên, tỷ lệ tổng thể và chiều dài tay và chân của nó lại giống khỉ hay tinh tinh hơn. Sinh vật kỳ lạ này khiến người ta không thể không đặt câu hỏi chính xác đây là sinh vật gì. Phải chăng nó là một loài mới được tìm thấy ở sông Amazon? Rất nhiều ý kiến khác nhau đã được đưa ra. Bởi vì xung quanh khu vực này đều là rừng nhiệt đới, nên một số người suy đoán đây có thể là sản phẩm lai giữa loài vượn và khỉ. Nhiều người cho rằng đây là xác của các con khỉ đời ươi nhưng đã bị phân hủy. Thậm chí, một số khác thì lại cho rằng đây có thể là những hình ảnh giả mạo, một bức ảnh ghép, v.v. Tuy nhiên, dù là thực hay giả, sinh vật này cũng đã thu hút sự chú ý của các nhà sinh vật học. Tin rằng câu trả lời sẽ sớm được công bố. Quái vật lợn dị nhất hành tinh, tai thỏ mõm lợn đuôi kangaroo. Lợn đất là loài động vật có vú sinh sống ở châu Phi. Điều đặc biệt là lợn đất không có họ hàng gần trong tự nhiên. Loài động vật kỳ lạ này có cơ thể của một con thú ăn kiến, tai thỏ mõm lợn và đuôi của kangaroo. Chính vì thế, chúng được coi là loài lợn quái dị nhất hành tinh. Với bề ngoài trơn nhẵn, mõm dài ngoằng, chân thô và nhọn, khiến những chú lợn đất châu Phi được xem là loài vật xấu xí nhất hành tinh. Họ hàng nhà lợn đều có sức sống mãnh liệt, sinh sản tốt, nhưng loài này lại đang ở trên bờ vực tuyệt chủng. Các nhà khoa học cùng các chính phủ ở châu Phi đã phải vào cuộc quyết liệt hồi cuối thế kỷ 20 để bảo tồn chúng. Chúng được coi là một trong những loài thú lạ lùng nhất thế giới. Lợn đất là đại diện duy nhất của bộ động vật răng ống. Răng lợn đất gồm những cái ống nhỏ xíu nằm cạnh nhau. Chúng có trọng lượng khá khiêm tốn. Lợn đất trưởng thành nặng cỡ từ 20-40 kg, dài 1,5 m. Đuôi của nó có thể dài tới 53,34 cm tới 58,42 cm. Ít người nhìn thấy lợn đất vì chúng rất nhát. Với bộ móng rất mạnh sắc, chúng đào hang rất tài tình. Lợn đất thường đào hang ở đồng cỏ, nơi không có con người qua lại, hoặc đào hang trong rừng sâu, đất mềm. Hang động của nó có nhiều ngóc ngách. Hệ thống hang của một con lợn đất dài đến cả chục mét. Lợn đất là loài sống một mình. Chúng chỉ sống với các con khác vào mùa sinh sản mà thôi. Ban ngày, chúng tìm cách lẩn trốn ở chỗ sâu nhất trong hang, đêm mới mò đi kiếm ăn. Món khoái khẩu của lợn đất là các loài kiến và mối. Cái lưỡi dài và dính là công cụ bắt kiến, mối rất hiệu quả. Da của lợn đất rất dày, giúp chúng tránh bị côn trùng cắn. Nó sử dụng cái mũi thính nhạy để tìm kiếm thức ăn. Gặp tổ kiến, nó dùng móng vuốt cào một lỗ nhỏ rồi ủi mũi vào trong, dùng cái lưỡi vừa dài vừa dính để liếm kiến vào bụng. Trong lúc ăn, lợn đất có thể bịt chặt lỗ mũi lại để tránh bụi và kiến. Lợn đất có thể ăn đến 50.000 con mối trong một đêm. Khi không có kiến hoặc mối, nó đành xây tạm các loại côn trùng khác, thậm chí là ăn cả hoa quả và các loại hạt. Một con lợn đất có thể di chuyển từ 16-30 km trong một đêm để tìm kiếm thức ăn. Nhờ có màng chân nên lợn đất bơi rất giỏi. Loài động vật quý hiếm này gần như không sinh sản trong điều kiện nuôi nhốt. Chính vì thế, việc bảo tồn nhân giống chúng là cực kỳ khó khăn. Lợn mẹ lại cực kỳ vụng về trong việc nuôi con. Mỗi lứa đẻ từ 3-4 lợn con, nhưng lợn mẹ thường đẻ chết con liên tục. Hiện tại, các nhà bảo tồn động vật hoang dã quốc tế đang ra sức bảo vệ loài lợn đất châu Phi. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!